một nhóm nhà nghiên cứu từ Phòng Thí nghiệm Quốc gia Sandia và Đại học Texas A&M đã phát hiện ra cơ chế tự liền đáng kinh ngạc của miếng kim loại. Thí nghiệm ban đầu nhằm kiểm tra độ bền của kim loại bằng cách kéo hai đầu kim loại với tốc độ cao. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi nhóm nghiên cứu quan sát được quá trình phục hồi cấu trúc của miếng bạch kim dày 40 nanomet khi vết nứt trên kim loại tự hợp nhất và chữa lành sau 40 phút quan sát. Đây là phát hiện đáng chú ý khi trước đó chỉ nhựa và polymer mới được coi là có khả năng tự phục hồi. Kim loại, vật liệu phổ biến trong nhiều lĩnh vực hiện đã cho thấy khả năng tự vá lành tại cấp độ nano mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong công nghệ và sản xuất